Và giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhà thiết kế An Nghiêm, người đã làm nên bộ sưu tập Đóa Hồng Tặng Mẹ và Nữ Hoàng Sắc Đẹp Thế Giới 2019 Hồ Văn Yến, sẽ giúp tay nhà thiết kế An Nghiêm ra chào tất cả quý vị. Và đây cũng là người làm nên những bộ sưu tập tuyệt vời Đóa Hồng Tặng Mẹ ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn dành tặng và chúc mừng cho nhà thiết kế An Nghiêm. Đã được các họa sĩ vẽ trên những đóa hồng truyền thống bằng niềm đam mê tâm huyết cho bộ sưu tập độc đáo đẹp mắt, giàu chất thơ và thơm ngát hoa hồng. Tông màu chính của bộ sưu tập là màu trắng và màu đỏ thắm. Màu trắng tượng trưng cho người con, dù ở độ tuổi nào trong mắt mẹ vẫn luôn ngây thơ tinh khiết, lúc nào cũng muốn thờ vào lòng mẹ để được bổ về yêu thương. Từng tế bào, từng giọt máu của mẹ đều chảy cho con, nuôi con khôn lớn từng ngày. Những đóa hồng ngọt ngào phía trên tà áo ai đỏ thắm như tình mẹ đậm đà sâu sắc dành trọn cho con cái, mà ở dưới tấm lòng hiếu thảo của con kính dâng những đóa hồng ngát hương lên tấm sinh thành. Và trong giờ phút này xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu nghệ sĩ violon Quang Phúc cùng các người mẫu xinh đẹp đến từ cô lạc bộ Dân Nhân Sài Gòn. Trân trọng giới thiệu Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015, Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019, Hồ Quân Yến. Trân trọng giới thiệu Nữ hoàng Ca Thị Hoài Yến. Hoa hậu Áo dài Toàn cầu 2018 tại Pháp, giám đốc công ty bất động sản Hân House. Hoa hậu Gương mặt Thương hiệu Thu Thảo. Doanh nhân Hoa Nguyễn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Hòa Bình Phú Yên. Nữ hoàng Ấp Cang Asia Trần Thị Thanh Châu, giám đốc công ty Đại Ánh Quang. MC ca sĩ biết hình thể đẹp Phương Dung. Doanh nhân Võ An Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Thành. Doanh nhân Trần Thị Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ truyền thông Max Tiến Phát. Doanh nhân Huỳnh Ngọc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Southwood Beauty Center. Doanh nhân Thái Vi, giám đốc công ty thiết kế tạo mẫu và quảng cáo GTL. Người đẹp áo dài Nguyễn Thanh Tuyền. Doanh nhân Nguyễn Phi Phụng, giám đốc công ty thành viên dịch vụ phụ thủy. Doanh nhân Phượng Nguyễn. Doanh nhân Ngô Thị Bích Toàn. Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh, giám đốc công ty Night Wave. MC biên kịch Lâm Ánh Ngọc. Biên tập viên MC đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Quỳnh Trâm. Và một tràng vỗ tay đặc biệt dành tặng cho nhà thiết kế An Nghiêm. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà thiết kế An Nghiêm cho bộ sưu tập Đóa Hồng Tặng Mẹ. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa để cống hiến những bộ sưu tập hết sức ý nghĩa cho cuộc đời này. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn trong câu lạc bộ Dân Nhân Sài Gòn đã tập dượt những ngày qua rất là công phu để trình diễn một tiết mục rất là độc đáo, vô cùng chuyên nghiệp và hoành tráng. Xin được cảm ơn và chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một